Lại nào, mình phải thần thái và độc ác hơn nữa mới đạt. Ủa Táo ơi, đang lẩm nhẩm gì vậy? À, mình đang tập diễn xuất á mà. Tập chi vậy không biết à? Có ai mời bạn diễn đâu. Ước mơ của mình là được trở thành một diễn viên tầm cỡ Hollywood. Bởi vậy á, mình phải tập từ bây giờ. Mơ gì mà cao là vừa xa quá vậy bạn? Ủa, mà bạn đang nhập vai gì vậy? Đó là vai quả táo đập trong phim Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn đó. Ước mơ của bạn là làm gì vậy? Ước mơ của mình cũng không kém bạn đâu. Đó là trở thành siêu mẫu nổi tiếng. Không có siêu mẫu nào khác quốc với đôi chân nhiều đốm lỡ và ghẻ như vậy hết đó. Sau này mình hết rồi sao? Bạn kỳ quá. Đứa đang bàn cái gì mà một đứa thì là méo máu còn một đứa thì cười hô hố vậy? Chị Nguyệt Ánh ơi, em hỏi chị Nguyệt Ánh cái này nè, có siêu mẫu nào mà chân ghẻ không? Ủa sao Táo lại hỏi vậy? Thì chị Nguyệt Ánh nhìn bạn Dư Leo kìa, bạn ai ước mơ làm siêu mẫu mà chân toàn hụt xoàn không à? Tại da mình hay bị viêm chứ bộ, viêm thì ngứa. Phần ngứa thì gãi, gãi thì ghẻ. Táo nè, không có được trêu bạn như vậy nha. Như vậy á, là bạn sẽ buồn và tự ti đó. Nhưng mà Dư Leo nè, em cũng đừng có buồn nha. Mình phải cố gắng khắc phục nhược điểm của mình để mà mình có thể phấn đấu thực hiện ước mơ của mình chứ. Dạ em biết rồi. Mà em có thử cách nào chưa vậy Dư Leo? Dạ em thử nhiều cách rồi. Vậy sao con không tới hỏi Dr. Khỏe? Vậy Dr. Khỏe có cách giúp cho siêu mẫu tương lai của chúng ta hả? Có chứ, tất nhiên là có cách chứ. Ngoài da chỉ là chuyện nhỏ. Vậy Dr. Khỏe mau mau hướng dẫn giúp cho Dư Leo đi. Trong giường của Dr. Khỏe có một bạn siêu giỏi về sát khuẩn cho da luôn. Để Dr. Khỏe kêu bạn đó lại nha. Vối ơi, lá vối mới hơi thôi. Con đây, Dr. Khỏe kêu con có gì không? Ủa, có chị Nguyệt Ánh và hai bạn Táo với Dư Leo nữa nè. Chào mọi người. Mà Dr. Khỏe nè, làm cách nào mà lá vối có thể giúp sát khuẩn được vậy? Trong lá vối có chứa tamin, một số kháng sinh thực vật. Do đó, lá vối có thể tiêu diệt được nhiều vi khuẩn gây bệnh. Thuốc làm từ lá vối rất đặc biệt, có tác dụng sát trùng, chữa những vết thương như lở, trầy xước, ghẻ, vô cùng hiệu quả. Mà Dr. Khỏe nè, cách làm thuốc sát trùng từ lá vối là như thế nào vậy? Đầu tiên, rửa sạch một nắm lá vối tươi để ráo nước, giò nát, rồi sắc lấy nước đặc. Sau đó, dùng nước này bôi lên vùng da bị viêm, lở. Tuy nhiên, cách làm này chỉ áp dụng với những vết thương nhỏ thôi nha. Các trường hợp khác á, phải xin ý kiến của bác sĩ nha. Dạ, con cảm ơn Dr. Khỏe, cảm ơn chị Nguyệt Ánh và bạn lá vối nhiều ơi là nhiều luôn. Táo thấy chưa? Mình sắp lấy lại đôi chân dài ngục ngà của mình rồi. Và mình sẽ trở thành một siêu mẫu nổi tiếng cho bạn xem. Vậy hả? Chắc mình ngồi yên à. Mình sẽ là diễn viên nổi tiếng hơn bạn luôn. Sách, mình nổi hơn. Không, mình nổi hơn. Mệt ghê. Thôi, ai nổi cũng được. Nhưng mà bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Chúng ta hãy cùng chào quý vị khán giả nè. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại.